Em xin anh chị tha cho em đói quá nên mới làm bậy. Anh chị đừng bắt em mà. Vào trong trại được rèn giũa đạo đức, còn được ăn uống đầy đủ nữa. Thế thì anh đừng tha cho em. Mọi tội ác phải bị trừng phạt. Anh cứ cho em cải tạo lâu vào. Anh ấy biết ăn năn là tốt rồi đấy. Thôi cho nó đi cải tạo đi.